Hello Chi Chi. Chào con bà cô chú. Hello Honey. Xin chào con bà cô chú everybody. Hello cô chú anh chị ơi, cả nhà Kim bây giờ đi qua thăm ông nội hả mọi người. Ông nội của Chi mới mổ đầu gối xong hả cô chú anh chị? Mổ hơn một tuần rồi. Lúc mà ba chồng Kim vừa mổ xong bữa trước bữa sau là nhà Kim đã qua thăm rồi mọi người. Nhưng mà Kim không có quay tại vì chân của ba còn sưng to đó. Ở bên này rất là hay cô chú anh chị. Mổ đầu gối và thay nguyên cái nắp ở trên đầu gối gọi là cái gì tự nhiên Kim quên mất tiêu luôn rồi, thay nguyên cái đầu gối luôn đó cô chú anh chị. Mà vừa mổ xong là buổi tối đó là sáng hôm sau là bắt đầu xuất viện về rồi đó cô chú anh chị, mà ba chồng Kim không có đau luôn, người ta cho uống cái thuốc gì đó mà không có đau, vừa mổ xong là đi được liền cô chú anh chị, hay ghê chưa. Cái thuốc đó cầm đau dữ thì có hay ghê luôn á, không có đau đớn gì luôn. Đi qua là thấy ba Kim cũng chống cái nạn ha, chống cái nạn là đi rồi đó, đi tới đi lui làm bữa trưa đồ nấu ăn đồ gì đó rồi có đó cô chú anh chị, rất là hay luôn. Hôm nay thì đi qua xem ba thế nào rồi, tại vì mai Tony là bắt đầu sẽ đi công tác rồi cô chú anh chị. Trước cánh đồng người ta đã thu hoạch nè, hôm bữa tổng trồng khoai tây hả chú anh chị, thu hoạch khoai tây rồi, đang làm đất nè, Kim biết giờ người ta sẽ trồng cái gì nữa. Tony đang phụ ba chồng làm kiêng cái giường lại. Đây nè, mẹ chồng Kim đang lau nhà nè. Lau cái nền mà quỳ gối xuống đó, lau từng từng cái viên gạch luôn đó cô chú anh chị. Mẹ hôm nay có cái bàn mới nè. Mẹ đổi cái bàn này ha. Này giống như cây cải cô chú anh chị, cái cải mà để lên bàn chân này cũng đẹp hay chưa. Mốt Kim gì bắt chước mẹ làm đẹp quá. Hôm nay Kim thấy mẹ có nhiều cái cây mới trong nhà nè. Đây, mẹ có cái chậu mới luôn. Cái chỗ này là người ta bán những cái lọ gốm mà từ Việt Nam đó cô chú anh chị, những cái bình hoa từ Việt Nam đó. Có một cái shop bán chuyên đồ gốm ở Việt Nam, mẹ hay đến cái shop đó lắm, mua những cái dầu gốm rất là đẹp. Đây nữa nè, cái này cũng sản xuất từ Việt Nam luôn hả cô chú anh chị. Cái chậu gốm này nè, đây là cái chậu hoa lan Kim tặng mẹ nè. Mẹ rất là thích màu xanh cô chú anh chị thấy không, ở nhà mẹ có rất là nhiều cái đồ màu xanh, những cái chậu này nè là màu xanh ha. Đây là cái bác hàng xóm vẽ tranh tặng, vẽ tranh của cái nhà của mẹ, vẽ từ cái này từ cổng trước rồi cô chú anh chị, cái nhà y chang vậy đó, bác hàng xóm nhà Kim tặng cho mẹ cái đó đó. Đây là cái bàn này dưới nhà bếp nè, cái bàn tròn này nè, xong rồi mẹ đổi, mẹ mua cái bàn khác. Nhưng mà Kim thấy cái chân của cái bàn này cũng rất là đẹp với mọi người, bằng gỗ nhưng mà cái mặt kiến mẹ lại bây giờ mẹ không thích nữa, mẹ muốn đổi. Ôi cái cây ô liu nè mọi người thấy không, cũng cái chậu màu xanh luôn. Cái cây ô liu bữa nay có trái nè cô chú anh chị, cây này mẹ trồng trong nhà đó, mẹ để trong nhà chứ mà không có để ngoài đó. Đây nè, có chùm chùm rồi nè đó. Những cái gói cũng màu xanh luôn. Mẹ mới khoe Kim là mẹ có cái chậu này nè, cái chậu này mẹ cũng mua trong shop Việt Nam luôn ha chú anh chị, người ta sơn màu nè, người ta phối màu đẹp cho mọi người. Mẹ có rất là nhiều những cái cây trồng trong nhà luôn, trồng để lá đó, lá đẹp. Hôm nay vườn của mẹ cũng còn rất là nhiều hoa ha chú anh chị. Đây có những cái cosmo màu xanh xanh này, cosmos nè, hoa cúc á, của mẹ vẫn chưa có hoa luôn, nhà Kim tới bây giờ vẫn chưa có hoa nữa cô chú anh chị, tháng 9 rồi mà sao chưa có hoa, là năm nay ra hoa chậm ghê luôn. Những cái hoa này của mẹ tới bữa nay vẫn còn nè cô chú anh chị, nó nở lâu ghê nó mấy tháng trời hả mọi người. Là cái hoa màu tím đây nè, tím này cũng là một loại, một cái họ của lavender hả cô chú anh chị, nở rất là lâu luôn. Và khi mà nó tàn á thì cắt cái gốc đi, mùa đông mình cắt gốc đi ha, xong rồi năm sau nó sẽ mọc lại hả cô chú anh chị. Đây này, cái hoa màu vàng này Kim thích lắm, nhà Kim cũng có nữa mà sao năm nay nó mất tiêu rồi, nó chết queo rồi. Giờ là nó ở dưới cái gốc cây cô chú anh chị, gốc cây nó lớn quá đó, nó trong rập xong rồi nó chết luôn rồi mọi người. Cái hoa màu vàng này nè, mỗi năm nó cũng nở lại nữa, rất là đẹp của chú anh chị. Dạ, yeah. I'm here mom. Mẹ
hoa cosmos này cô chú anh chị, nên cái này mẹ có 3 màu nè, một cái màu hồng đậm, màu hồng nhạt với màu trắng nữa. Mẹ cho Kim mà năm nay nhà Kim chưa có hoa nữa. Đây nè, Kim mới sinh sỏ nữa nè, mới sinh sỏ, mẹ chuẩn bị ra mẹ lấy cho Kim nữa. I like that as well. This is many moons, isn't it? Many moons. Many moons. Months. 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 1 month? Yeah. Is that what you would want? What? I said many months. Months. They flower for many months. Yeah. 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 Months. I should have it next year. I don't know. Yeah. We'll buy it some. I mean, with that as well. So they grow back every year? Yeah. No, only last. They last for 2 years. 2 years, yeah. Okay. So if you want more of them when the flower is finished. You've got to sit in there. Ah, okay. That's all you need to do. Everywhere they go. Yeah. What? Yeah. Very clever, isn't it, nature? Nhà mẹ có cây thì là cô chú anh chị, Kim sẽ xin ít nhánh lá về nấu canh cá. Đây nè, rất là thơm luôn. Yeah. Yeah. I think this is enough, right? Enough? Yeah. Okay. Thank you. Hai bụi thì là lần nào qua đây hai mẹ con cũng ra vườn ngồi tâm sự ngắm hoa hả cô chú anh chị. Kim đã về đến nhà rồi hả cô chú anh chị. Hôm nay Tony lại cắt cỏ cho Kim nè. Có hôm bữa có bạn nói Kim là đi đến nhà ba mẹ chồng mà sao không có quay cái cảnh mà nói chuyện với ba mẹ chồng á. Thì ba mẹ chồng của Kim, mẹ chồng Kim là không có thích quay phim hả mọi người. Ba chồng Kim thì dạo này không có khỏe đó, chân đau đó, cũng không có, Kim không có quay. Với lại gia đình chồng Kim á, không có ai thích quay phim hết trơn á. Cho nên là Kim chỉ quay vườn, quay nhà, quay cảnh vậy thôi à, chứ không có quay trực diện cái khuôn mặt của mọi người ha. Cho nên cô chú anh chị thông cảm ha mọi người. Tối nay Kim làm bánh xèo cho hai mẹ con Kim Chi hả cô chú anh chị. Này Kim có tôm với thịt xào rồi nè. Kim đã chuẩn bị sẵn bột rồi ha.